Chào các bạn, hôm nay mình trở lại với các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong bài 3 này là cách thiết kế và đi nét trên máy tính bằng phần mềm CorelDRAW. Chúng ta đầu tiên cần có phần mềm thiết kế, đó là phần mềm CorelDRAW. Đây mình dùng CorelDRAW X5 hay còn gọi là CorelDRAW 15. Chúng ta cùng mở phần mềm nhé. Đầu tiên thì khi các bạn mở phần mềm lên thì nó sẽ có một giao diện như này. Thì chúng ta bấm vào chọn New Blank Document, nghĩa là tạo một chỉnh mới. Chúng ta bấm vào đây nhé. Các thông số đây thì đây các bạn có thể điền tên cái sản phẩm của mình định làm, ví dụ cái biển của mình tên gì đấy thì các bạn đặt tên ở đây. Mình hướng dẫn thiết kế biển nét. Cái này thì các bạn để mặc định chứ. Cái này sai là các bạn chọn khổ giấy. Nếu các bạn bé thì các bạn lựa chọn khổ giấy A4, A3 gì đấy tùy ý các bạn. Không thì sau chúng ta có thể đặt đặt kích thước tùy ý. Đây. Chỗ này là kích thước các bạn có thể đặt, đây là chiều ngang này. Đây là chiều cao của nó này. Này chúng ta để cm. Các bạn bấm ok. Đây. Như mình đã nói vừa nãy rồi. Thì là chỗ này các bạn có thể thay đổi kích thước biển các bạn 1 mét, 1 mét là chiều ngang hoặc là 1 mét là chiều dọc của nó. Đấy thì các bạn có thể thay đổi ở đây nhé. Phần này chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn cách đi nét trong biển quảng cáo. Phương pháp này thì mình hướng dẫn các bạn là theo phương pháp là đơn giản nhất, dễ hiểu, nó chỉ mang tính chất là cơ bản thôi nhé. Để các bạn có thể làm chuyên và sâu hơn, các bạn có thể liên hệ riêng với mình. Cái này khi mình sẽ dạy kỹ hơn cho các bạn nào khi đăng ký tham gia lớp học online của mình. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể làm được. Còn sâu hơn cho những bạn nào mà yêu thích và đam mê theo ngành quảng cáo thì mình sẽ dạy kỹ hơn cho những bạn đăng ký lớp học. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu là một biển, có một viền. Thì đây mình sẽ làm đâu mình sẽ nói ăn đấy, các bạn chú ý với mình nhé. Đây ra một biển như thế này, một biển như này mình cho một nền màu đen đi, nền chúng ta để sọc được. Đây các bạn nhớ giúp mình là cái phím Ctrl Z, phím Ctrl Z là cái phím trở lại đấy. Mình có một cái đây là một cái khung của mình, khung toàn bộ cái biển của mình đấy. Đây mình sẽ đặt là khung mình sẽ làm là khung bé thôi, ngang là 1 mét đi, 70 thôi, mình làm 70 thôi, cao của mình chỉ tầm 50 đi, 50-70 đi, khung nó khá vuông. Rồi chúng ta có khung như này. Thì các bạn hỏi thắc mắc là đây là cái khung rồi đúng không? Thì bây giờ khoảng cách từ khung này vào để chúng ta làm một cái đường viền ở bên trong này như thế nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu với công cụ này, contour. Chúng ta tạo ra một đường đấy. Thì các bạn chú ý đây là 3 đường, thì mình chọn một khoảng cách của nó là mình để là 2 cm đi. Đấy các bạn đấy thấy chưa, đấy như chúng ta đây như thế này thì là cái chúng ta phá liên kết ra, Ctrl K là phá liên kết nhá. Đấy thì đây mình đánh dấu này, rồi màu đen nhá. Đây thì các bạn hiểu chỗ này, chỗ mình đang để chuột đây sẽ là cái viền để chúng ta đi nét. Đây đi đi là viền này.
và chữ bên trong. Còn cái khoảng cách này đây, mình sẽ cho viền màu đỏ đi. F12, các bạn ấn F12 thì sẽ được chọn được viền màu đỏ nhá. Đấy, F12 các bạn chọn headline. Thì là nó sẽ cho các bạn đây. Các bạn chọn màu gì cũng được. Tôi nhấn OK. Đấy. Đây là cái viền ngoài này. Khi chúng ta thiết kế ví dụ ở hàn khung chẳng hạn thì các bạn cũng để kích thước là các bạn hàn khung sắt ấy thì các bạn lấy kích thước là 70, 50 này, hàn chuẩn luôn không bên ngoài này, không tính còn cái bên trong này ấy. Bên trong mình chỉ chuẩn đấy, thì là cái phần để chúng ta đi ngắt luôn, bởi vì khoảng cách từ từ cái khung sắt này, mình ở đây mình ví dụ thôi nhá, hoặc là sắt từ khung sắt này, bởi vì khi chúng ta làm khung ấy, còn phụ thuộc vào sắt của chúng ta, ví dụ là sắt 20 hay 5 gì đấy, sắt hộp ấy, thì các bạn phải tính ra để các bạn chừa khoảng cách này là từ 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 cái đường cùng ngoài này, tổng tổng kích thước này, tổng kích thước của cái biển này như này, thì các bạn chừa một khoảng để chúng ta làm khung, bởi vì khi cái viền đỏ này sẽ là cái phần để chúng ta bắn vít lên khung sắt, thì mình cách là 2 phân đấy, đây là mình ví dụ thôi ấy. Chứ không phải thực tế là như thế đâu, thực tế tùy theo các bạn ấy, các bạn làm khung thì cái phần trong này là mình sẽ đi nét ở cái viền này đây nhá. Bây giờ mình sẽ đi nét trước, đi nét trên cái viền theo này nhá, thì chúng ta sẽ làm bo góc đi cho nó đẹp. Bạn chọn công cụ này, sharp tool hoặc là phím F10 đấy. Đấy các bạn thấy đơn giản không? Đấy, bo góc lại. Xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ led. Giờ này mình sẽ đi nét màu xanh này đi. Các bạn nhấn phím Ctrl D cho mình. OK đi. Mình nhầm, xin lỗi các bạn. Bên này chúng ta phải chọn là led. Led có thông dụng là led là 3 ni, 5 ni, 8 ni. Đấy là loại những loại led thông dụng, nhưng mà với 8 ni thì thường là nét đúc, còn 3 ni, 5 ni chúng ta dùng cái loại nét đục, đây là biển vẽ thông thường này, đây là nét dài đấy. Nhưng mà chúng ta hay chọn đây là 0.5, chọn đều 0.5 nhé, 0.5. Đấy, 0.5, các bạn Ctrl D cho mình, dùng to này, Ctrl D ra. Đấy, chúng ta được hai con nét, Ctrl D để chúng ta được hai con nét. Hai con nét giống nhau. Ấn phím F4 để cho vào giữa trang nhé. Các bạn muốn cho nó vào giữa trang, các bạn ấn phím F4 để bao quát toàn bộ, để cho nó về giữa màn hình. Còn giữa trang các bạn ấn phím P. B này này, nó sẽ nhảy vào giữa trang. Đấy, đây này. Đấy, đây là giữa trang của chúng ta. Còn phần ấn phím F4 nhé. Đấy, để chúng ta có nhìn thấy cái này, nhìn tổng thể hết. Để lấy bàn tay này, các bạn ấn phím H. Ấn phím H sẽ được cái bàn tay này. Này chúng ta có thể kéo chuột, nhấn chuột phải để nhân lại được. Không, chúng ta ấn phím Ctrl D để tránh tình trạng nét dính nhau. Rồi chúng ta đi nét. Thì bây giờ đi nét thì bắt đầu chúng ta sẽ dùng công cụ Blend Tool. Đây thì mình hướng dẫn các bạn một cách thôi, để cho các bạn dễ nắm bắt. Cách đơn giản là các bạn dùng ngay công cụ trong phần mềm Corel thiết kế. Phần mềm thiết kế Corel này. Chúng ta sẽ làm nhá. Vào Windows, các bạn vào Windows, chọn vào Docker, chọn Blend để cho nó xuất hiện công cụ Blend Tool đây. Đấy. Các bạn chọn hai cái này. Đơn giản thôi, không có gì cả. Chúng ta chọn đây. Đây là đối tượng. Đối tượng để các bạn sẽ đổ nét vào cái đường viền này nhá.
đấy, các bạn chọn Ionian này, chúng ta sẽ chọn nó apply này, apply để nhân đấy, các bạn nói nhân rất nhiều con nem, chúng ta bấm vào path, chọn link path, các bạn đổ vào đây, chỉ đúng như này cho mình, chỉ đúng vào cái đường viền này nhá, đấy, thì ở đây là 5 bóng off step, là 2 bóng, 20 bóng, bây giờ mình sẽ cho lên khoảng tầm 50 bóng đi, xong các bạn bấm vào upland long food full bats đấy là số lượng net đấy nhá, các bạn bấm vào đây đấy, các bạn thấy thưa đúng không, thưa các bạn có thể cho lên 70 này, 70 thì đấy nhân tiếp đi 100 biển hơi to đấy, 100 thì vẫn thưa đúng không, 160 rồi, các bạn nhìn thấy khá là đều đúng không, còn đều hơn nữa thì các bạn có thể làm như sau. Đây là, đây là 160 này đúng không, bây giờ các bạn có thể bỏ tích cái này đi, tích vào dưới, tích vào fix, fix là khoảng cách, khoảng cách giữa bóng, bây giờ mình sẽ để là đây là 1.3 này, mình sẽ để khoảng cách đều nhau giữa các con bóng này, đều nhau giữa các con bóng này là 1.0 cho nó dài hơn một chút. Đấy, các bạn nhớ tích vào ô dưới này nhá, rest o orbit và chọn này fix spacing khoảng cách giữa anh em, chứ không thể chọn blend này đâu nhá, blend này là phải chọn number of step này, thì các bạn bấm blend này, còn fix này spacing này các bạn sẽ ấn vào ô dưới này cho mình. Đấy, các bạn thấy dài hơn chưa, đấy khoảng cách rất chi là dài rồi đúng không, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến đi chữ nhá, đi chữ đấy, các bạn thấy khá là đẹp rồi đúng không, đều nhau tăm tắp, chúng ta chả phải chỉnh sửa lên nữa cả đấy, đều nhau như này, cơ bản thực tế, một cái biển thực tế các bạn làm được như thế này là quá đảm bảo rồi, như chỗ này thì các bạn đấy như con nét này thì các bạn có thể xóa nó đi, à không được, các bạn xóa con này đi, Ctrl, các bạn bấm căn vào đây, vào đây và bấm Ctrl K để phá liên kết đi, chúng ta xóa được, Ctrl K là phá liên kết, Ctrl U là phá nhóm, Ctrl G là gộp nhóm, Ctrl L là gom liên kết, đấy các bạn nhớ cho mình. Đấy thấy chưa, thì các bạn chỗ này nó sẽ bị thưa, các bạn điều chỉnh khi chúng ta phá được rồi ấy, thì thì các bạn sẽ di từng con đi một đầu một, nếu mà chưa phá là các bạn không thể di được đấy, dấu hiệu để các bạn nhận biết là phá nhóm này là trên mỗi một đầu con nét này, nó có một dấu chấm như này là các bạn đã phá được rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi mình hơi ốm nhưng tranh thủ làm cho các bạn, cùng hướng dẫn các bạn xem nhé, bây giờ mình sẽ làm chữ nét, chúng ta sẽ lấy to lên đây là mình làm bên ngoài, mình nhấp vào các bạn có thể đi luôn chữ bên trong, có rất nhiều cách mà. Các bạn có thể đi nét, đi chữ nét này trước, đi nét trong chữ nét trước, xong các bạn đi viền cũng được, chả làm sao cả. Đây là cân, đây là mình làm phương pháp thủ công thôi, đây là làm cái cơ bản các bạn là dễ hiểu, còn thực tế thì còn nhiều cách khác. Đây thì mình làm với các bạn một cách thôi, các bạn nắm bắt được, khi các bạn đã nắm bắt được một cách này thì những cái khác các bạn làm được. Thế này thì đơn giản thôi, các bạn bấm chọn màu trắng mình mất đúng không, các bạn ấn F12 cho mình, headline, chọn headline, lên rồi đúng không, rồi chúng ta sẽ đi nhanh nó nhá, rồi này mình sẽ đi nhanh màu đỏ đi, làm tương tự các bạn nhớ gì không nhỉ. Chọn đối tượng này đúng không, chọn đối tượng này để sau chúng ta sẽ đi đúng không. Đen
Đây nhá, mình sẽ đi loại này là loại màu đỏ đi. Đây, các bạn nhìn thấy, đây là màu đỏ này. Đấy, đây là màu đỏ này. Mình sẽ sử dụng để đi chữ nét này nhá. Đấy, các bạn chọn này. Không thì các bạn có thể lấy này, thì các bạn chọn và công cụ này nhỉ? Đây đi, bạn kéo này, kéo lên này, đấy, thấy chưa? Bạn kéo như này thì cũng được. Đấy, sau bạn chọn âm lên luôn, chọn new pad. Bạn là chọn new pad, bạn ấn tên này, đổ. Trăm 100 đi. Đấy, rất chi là đều. Tăng lên là 200. Ugly. Nhìn cũng được, gần được. Giờ chúng ta thử khoảng cách đi cho nó nhanh. Nó khoảng cách là 1.0 đi. Nó tự thêm nhắc cho chúng ta. Rất đẹp rồi. Rồi, rất chi là đẹp. Bây giờ chúng ta tiến hành phá nhóm mà. Phá nhóm, phá liên kết. Ctrl K này, Ctrl U này. Đấy, đây là được dấu hiệu Ctrl U này. Đã phá được nó sẽ có những cái chấm chấm như thế này. Đấy. Mỗi cái chấm vuông này, đấy là phá được. Mình có trên mạng thì có rất nhiều bài hướng dẫn làm, nhưng mà mình thấy là các bạn cũng hướng dẫn rất nhiều cách khác nhau. Nhưng mà để đây thì mình muốn nói kỹ hơn cho các bạn là cách để chúng ta nhận biết là khi chúng ta đã phá rồi, phá nhóm rồi, phá liên kết nó như thế nào. Đây, đấy, những cái vuông vuông này là biểu hiện là các bạn đã phá được nhóm rồi đấy, phá liên kết rồi đấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể di từng con nét đi một được, hoàn toàn dễ dàng. Như cái chỗ này thì nếu mà cái để như này chúng ta làm nên biển rất chi là xấu đây. Như chỗ này đúng không? Chúng ta phải làm cho vuông vắn và cho nó đẹp. Bởi vì thực tế là cái này chúng ta là đi nét theo vector, bởi vì như vì như vậy thì chúng ta sẽ nó sẽ đi những đoạn cua này, nó sẽ không thể cua được chuẩn đâu. Chúng ta phải tự chỉnh sửa thôi. Đấy. Chúng ta giãn chỉnh sửa một chút cho đẹp. Đúng không? Rất chi là đẹp. Đấy. Đấy, các bạn cứ dán đều một chút như thế. Số đoạn nào mà nói chứ không phải chỉnh, chúng là chỉnh sửa hết rồi. Đúng, cái đoạn này như cái chỗ này có hai nét, các bạn xóa bớt một nét đi. Thế cái đoạn này chúng ta sửa đi một chút. Cho cân mắt chúng ta là được. Đấy, thế đó, đơn giản, không có gì cả. Những cái đoạn góc này thì các bạn mới sửa thôi, còn ở kia nó khoảng cách đều là 1 cm hết, đều tăm tắp là 1 cm khoảng cách giữa cái con len này. Mình sẽ để là đều là 1 cm. Đấy, nó nhanh mà, không có gì cả. Các bạn làm được phương pháp này thì những phương pháp khác bạn cũng có thể làm được, rất chi là nhanh. Còn như mình cũng nói rồi, đây mình nói cơ bản thôi. Khi các bạn đăng ký tham gia lớp học thì mình sẽ nói kỹ hơn. Đây mình hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể biết được cách mình sẽ làm như nào. Còn mình nói kỹ hơn thì mình sẽ nói cho từng bạn một khi các bạn tham gia học.
Đấy, các bạn cứ chỉnh nó một chút cho đẹp. Đây nó ra thêm một con. Khi các bạn mình chọn vừa làm vừa nói nhé, khi các bạn đăng ký tham gia lớp học thì mình đã làm cách dạy các bạn cách báo giá cho khách như nào, làm lên market này để báo giá như nào cho khách cho nó người ta cảm thấy là hài lòng. Đây đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách ý nhé thôi, còn phần báo giá thì mình sẽ nói riêng cho các bạn đăng ký tham gia khóa học của mình. Khóa học của mình thì nhằm phục vụ này chia sẻ với các bạn, chứ bây giờ một khóa học của nó thực tế thì không bao giờ có giá 300.000 đâu. Đây là trong đang trong đợt khuyến mại của mình, khi mình đang chuẩn bị khai trương một website. Đây là một website của mình, đây website hocnet.com. Tương lai thì mình sẽ xây dựng nó thành một trang để các bạn có thể tìm kiếm tài liệu về ngành nét về nói chung cũng như là các lĩnh vực khác liên quan đến điện tử nét này, nét điện tử này. Thì mình cũng không có cái gì cả, mình chỉ muốn để lấy một chút vốn để xây dựng cái này để phục vụ các bạn tốt hơn thôi. Đấy. Đây. Đây là mình đang bước đầu để làm một cái trang như này. Một bước đầu làm một trang như này. Ừ. Nhìn thì chúng ta xóa hết đi. Giờ chúng ta sẽ xóa những cái đường đường này đi. Chúng ta sẽ đổ lại nền cho nó nhá. Nền màu đen đúng không ạ? Trong này cũng thế. Nền màu đen đó, bởi vì chúng ta làm nền màu đen mà. Vậy đây nhá, thì còn cái này này, cái nền cái đường viền màu đỏ này này chính là cái phần tổng kích thước của cả cái viền này. Mình nói lại đấy là 70 này, 50 này, đây cái phần này này, cái phần này này, cái phần này này chính là cái chúng ta sẽ bắn vít đây. Đây bắn vít đây, bắn vít ở đây lên biển này. Đấy, chúng ta sẽ bắn những con vít đây. Nói qua để các bạn luôn, nói qua các bạn hiểu luôn là chúng ta sẽ làm khung và bắn lên như nào. Chúng ta sẽ chốt một con vít đây này. Chủ yếu là bốn góc này này, mấy góc. Đấy. Bạn sẽ chốt vít đây cho mình. Bắn vít đây. Đấy, cho các bạn cho đều bốn góc này. Định vị bốn góc này. Chúng ta làm khung thì đơn giản thôi. Xong rồi chúng ta sẽ dùng cái ke nhôm. Chúng ta dùng ke nhôm chúng ta bắn lên, dùng viết bắn lên, xong các bạn dùng keo silicone các bạn làm để cho nó chống thấm nước vào trong, không có gì là khó cả. Nhiều bạn cứ thắc mắc với mình bảo là học này thì phần cơ khí như thế nào, thực tế thì các bạn ạ, phần cơ khí nó đơn giản lắm, phần thiết kế này với lại cái phần điện tử này nó chiếm 70-80% công trình rồi, phần cơ khí nó chiếm khoảng 20-25% thôi. Phần cơ khí này thì nhiều bạn cứ thắc mắc mình mà nó học này thì phần cơ khí làm vẫn biết làm đâu đúng không, nhưng mà cơ khí này các bạn có thể làm cái khung đơn giản theo mình thì các bạn bây giờ thợ cơ khí thì chỗ nào cũng có cả. Các bạn cứ cho một người ta kích thước là tổng là bao nhiêu đây là 70 này, 50 này đấy, thì người ta sẽ làm một cái khung như mình như thế, một khung sắt như này chả đáng bao nhiêu tiền cả đấy. Thì các bạn về các bạn có thể sau đây các bạn có thể dùng một chiếc súng bắn vít các bạn bắn bình thường thôi, không có gì cả đấy, không sắp người ta làm cho mình đấy. Nếu các bạn nào thực sự đam mê theo nghề này thì các bạn ra cái quán cơ khí đấy, các bạn nhìn thấy người ta hàn biển như thế đúng không, thì các bạn chỉ một hai lần là các bạn về các bạn đã làm được rồi đấy, không có gì là khó cả. Quan trọng là các bạn muốn mua cái máy hàn, đầu tư máy hàn thì các bạn làm thôi, máy cắt sắt cái thứ đấy, chứ còn phần cơ khí nó không có gì cả. Các bạn chỉ ngồi ở thợ cơ khí các bạn nhìn một hôm các bạn đã biết làm rồi đấy. Còn đấy mình nói chân tình là không khó phần cơ khí đấy, phần cơ khí nếu các bạn muốn ý các bạn muốn làm chủ hoặc muốn mở cửa hàng riêng, các bạn có thể thuê riêng một thợ cơ khí về để các bạn làm. Còn nếu bình thường không các bạn lúc đầu này thì các bạn có thể ra cơ khí các bạn đặt lên một khung
khung sắt này, ví dụ sắt yêu cầu em là sắt hộp 20 hay sắt hộp 25 gì đấy, hàn kích thước như này đấy, thì các bạn nói người ta sẽ làm cho. Thế xong về các bạn làm cái này, các bạn bắn cái tấm alumi này lên đây, mình alumi màu đen, màu đen đấy ạ. Thì các bạn bắn lên là sẽ là ok thôi, không có gì là khó khăn cả. Quan trọng nhất là phần thiết kế này, nên market để giành được hợp đồng với khách hàng, đấy là yếu tố quyết định cho những bạn nào muốn theo nghề này. Còn cái phần cơ khí thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Đấy, nếu mà cả người ta muốn làm cột trống luôn thì đây thì các bạn nên market luôn, hình dung là như này đúng không? Các bạn phần cơ khí các bạn cứ hình dung trong đầu, có ý tưởng trong đầu được. Thế cái biển này mà nó treo như thế này đúng không ạ, thì các bạn cứ hình dung là như này, là hai cột trống như này đấy, sẽ làm một tuyếp hoặc là sắt vuông như này, các bạn dựng lên thì nó không có gì là khó khăn mà. Phần cơ khí thì các bạn làm nào cho nó chắc, cảm giác nó chắc chắn là được. Làm nào cho nó chắc chắn là được đấy. Chúng ta xóa hết cái viền này đi nhá. Để xem xem là biển này bao nhiêu bóng nhé, đúng không? Khi chúng ta thiết kế xong, chúng ta Ctrl A đi, Ctrl A đi, chọn tất cả. Xong các bạn vào đây, hoặc là bấm Ctrl U ở Ctrl K để phá toàn bộ đây. Như Ctrl L liên kết, Ctrl G là gom nhóm, đúng không? Như vậy là chúng ta đã phá hết toàn bộ cái chỗ này rồi, phá hết đấy nhé. Bây giờ mình sẽ xem cái biển này bao nhiêu là con nét. Đấy, điều quan trọng đúng không? Khi chúng ta đã xem được số nét đây, chúng ta sẽ báo giá được cho khách. Là cái biển này của tôi làm hết bao nhiêu con nét, rồi sẽ chúng ta sẽ nhân lên tính ra được chi phí làm tổng cái biển này là bao nhiêu. Đây các bạn nhìn thấy 539, đúng không? Cái biển này của tôi hết 539 con nét đấy. Bây giờ giá các bạn nhân lên tùy ý các bạn lấy giá khách bao nhiêu rồi đấy. Cái phần này thì mình không nói trong video này. Khi các bạn đã tham gia lớp học online của mình sẽ dạy cho các bạn toàn bộ cách báo giá, lấy giá của khách như thế nào và còn nhiều điều khác nữa. Ở đây mình sẽ gọi là hướng dẫn sơ qua cho các bạn để chúng ta có thể cơ bản là một biển như mình đang làm như này. Làm một biển như này thiết kế khoảng mất tầm 10 đến 15 phút là mình đã có một market rồi, đúng không ạ? Không có gì là khó cả. Các bạn nhiều lại nhé. Đấy, mình chọn nhiều laptop F4. Đấy, đây sản phẩm mình hoàn thiện đấy. Các bạn nhìn thấy sao? Nhanh đúng không ạ? Nó chỉ nhanh. Xem thì nói thêm cho các bạn nhỉ. Đấy, cơ bản đây là một cách đi nét rất chi là dễ bằng phần mềm Corel. Và còn nhiều cách khác nữa. Để mình có thể nói cho các bạn sau khi các bạn tham gia học kiểu của mình. Về cơ bản thì các bạn nắm bắt như này là khá tốt rồi, là có thể làm được rồi, không có gì cả. Thì trong bài tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn về phần mềm lập trình Việt Nét. Mà phần mềm này thì nó khá là thông dụng, phải nói là một câu là khá là thông dụng, phù hợp với tất cả các loại mạch điều khiển họ 89, vi điều khiển 89 8051 đấy, dòng 8051 đúng, họ nhà nó, thì nó sẽ phù hợp với tất cả các loại mạch đấy. Các mạch với phần mềm này thì các bạn mua mạch ở đâu cũng được, bất kỳ mạch các bạn mua chỗ nào sử dụng họ 89 này thì ưu điểm của nó là rẻ, nói một câu đúng là rẻ, mà nó
đáp ứng cho cái mạch nét quảng cáo này về cơ bản như thế, với dân quảng cáo như thế là khá là đầy đủ rồi đấy. Còn ngoài ra còn rất nhiều các loại chip khác, ví dụ như dùng bích dùng bích này, 8051 này, đây là mình đang dùng nhé, 8051, 8051, đây là mình dùng họ điều chỉnh điều khiển 8051 thì có 89C51 52S vân vân. Thì tất cả những cái này thì mình sử dụng hay sử dụng tặng là 89C51, 89C52 này nhiều. Còn cái dòng S này thì nó chỉ khác mới là cái phần bộ nhớ RAM của nó thôi. Cơ bản thì về phần chọn chip này thì các bạn cứ chọn cái chip nào mà 89C152 là được. Phần S thì nó khác với bộ nhớ RAM hơn, sẽ đắt hơn vài nghìn gì đấy. Thì đây là cái phần dùng cho mạch điều khiển. Thì cái mạch điều khiển này thì chúng ta dùng các loại chip này, những PIC, AVR, rồi các loại chip khác ra trên thị trường rất nhiều loại chip, nhưng mà thông dụng là 89C152. Thì mình sẽ dùng phần mềm ấy thì mình điều chỉnh cường độ sáng này, cường độ sáng cho biển nét này nhấp nháy theo ý của mình này, hoàn toàn có thể được, rất chi là đơn giản. Mạch các bạn mua ở đâu cũng được, chỉ cần các bạn biết lập trình, chỉ cần các bạn biết lập trình là chúng ta có thể nạp vào những con chip như này là xong đâu, là biển nó chạy thôi. Đấy. Đấy, như cái chữ này các bạn, chữ nhát này thích nhấp nháy, chữ L trước, chữ E xong chữ D nhấp nháy chạy viền các kiểu, chỉ mất khoảng tầm 30 phút lập trình là các bạn, không đến 30 phút lập trình là các bạn có một hiệu ứng đẹp như mơ rồi. Chúc tất cả các bạn thành công. Thì bài dẫn mình xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo. Hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.